Alo, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Trung Nghĩa Máy Nhật Bản. Hôm nay em lên cho các bác một cái máy hiệu máy cưa hiệu Estin các bác nhá, hiệu Estin. Con này thì tay dài, nó sử dụng lam hơn 4 tấc. Sử dụng xích chung 91 các bác nhá, xích chung 91. Nói chung là con này sơ qua thì các bác có thể nó có đánh giá nó rất là đẹp. Đó. Con này thì tên của nó là Estin 011, riêng nguyên bản của hàng Đức các bác nhá. Con này thì nó sử dụng khóa C đầy đủ cho mình, khóa C này và bơm nhất phụ đầy đủ cho mình. Đó. Con này thì chuyên sử dụng để cắt tỉa, mà các bác mà sử dụng gia đình thì cực kỳ ngon dòng này. Đó. Chất liệu nó thường toàn bằng nhôm hết các bác nhá, cực kỳ bền. Đó. Chỉ có tay ga là tay bóp thì nó bằng nhựa thôi, đây nhựa cứng. Chất lượng nó thì cực kỳ tốt. Dòng này thì nó print nguyên bản từ A đến Z. Con này thì như em đánh giá thì còn rất là đẹp. Đấy, thì em cũng quay sơ qua cho các bác này. Đấy, còn nguyên chữ tin nam, tình trạng là nam sên. Con này thì trọng lượng của nó thì được 5kg, gần 5kg. Đấy. Rất là vừa tầm cho các bác sử dụng gia đình. Em có thể quay sơ qua cho các bác này. Đấy, khá là đẹp. Như các bác thấy thì con này sử dụng, nếu mà các bác sử dụng mà để chuyên để cắt xẻ hoặc là cắt xẻ thì các bác có thể cố, nói chung là con này không cắt xẻ được ngon, nhưng mà để cắt củi cắt đồ trong gia đình thì cực kỳ chất cho các bác nhá, cực kỳ chất dòng Estin này. Đấy. Cái này thì nó có hai lỗ kim chỉnh, nói chung là như dòng Estin khác thôi. Các bác có thể thấy được cái phần kim chỉnh này. Đấy. Kim chỉnh chỉnh ganti, chỉnh gió và chỉnh to nhỏ. Cái này thì bộ e nó thì khi các bác sử dụng thì kéo e xong, đóng e xong bên này. Ví dụ như các bác làm để lâu khoảng 5-10 tháng gì đó, khoảng 1 tháng thôi, các bác đóng e qua, giật cho em mấy cái. Đó, công tác thì bật xuống. Chúng ta sau khi nó nổ lên chúng ta lại đóng e lại. Đó, nó nổ, nó kéo ga hết cơ. Mình sẽ test nổ sơ qua cho các bác nghe. Nó có bóp cò ga các bác nhé, đầy đủ luôn. Các bác có thể nghe thấy tiếng ga nổ rất chắc các bác nhá, nổ rất chắc. Đấy, nổ rất giòn, giòn tan luôn. Con này thì trọng lượng nó 5kg, nói chung là giá của nó thì rất là nhũ, nói chung là cực kỳ mềm cho các bác. Đấy, giá chỉ còn giá chỉ tầm 1.800.000 một cây thôi. Đấy, sử dụng gia đình thì rất là ok các bác nhá, riêng nguyên bản của Đức. Và lúc phụ kiện kèm theo của nó thì có ba món, một giữa sên này và một cái mở lam và một tua vít để các bác chỉnh. Đấy, chỉnh to nhỏ các bác tùy thích. Nói chung là các bác thấy xem những video của em thấy hay thì luôn luôn ủng hộ bên em, cho em xin một lượt like đăng ký kênh. Và cái máy này giá tầm tiền của nó là 1.800.000 một cây các bác nhé, 1.800.000 một cây, hàng Estin xịn sò luôn. Đó. Rồi, xin chào các bác.